Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Coffin Dunker các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video của Instagram Start Chatbot mà. Mình sẽ nhận được 5 token có cái hiệu là CFD nha bạn. Thì chương trình airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và phân phối vào ngày 15 tháng 8 nha các bạn. Hơi lâu đâu bạn, các bạn join airdrop nha bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join airdrop nha các bạn. Rồi tiếp tục cho anh tiếp kênh seller nữa các bạn. Chatbot bỏ vô đồ, các bạn bỏ đó nha bạn. Multi rồi bắt up lại. Tiếp tục follow Twitter nữa. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nữa. Đây cũng tôi cần meme. Rồi các bạn like nữa các bạn. Nó không có bài viết được game các bạn khỏi tweet. Rồi tiếp tục còn follow vô tweet nữa. Auto swap. Các bạn tìm cái bài của nó ngay tới các bạn. Bina. Đâu ta? Thằng bin luôn. Đây là các bạn, bài này bạn like nữa các bạn. Các bạn tweet lại ngay tới các bạn. Rồi sau khi các bạn tweet lại xong, các bạn bấm vào một submit tên nữa các bạn. Bạn bấm done. Rồi các bạn gửi đường link profile tới Twitter mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng nhấp vào một hồ sơ nữa. Các bạn nhấp cho bác anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nè. Rồi tiếp tục còn gọi địa chỉ bên B sẽ match trên bet 20 trên chiếc chocolate nha các bạn. Và bạn sao chép nè. Rồi các bạn xoay tiếp gấp channel nè. Bấm đập là bấm done nè. Rồi tiếp tục còn gửi link quit nè. Thì bằng ngoài Twitter tất cả bạn ra nha. Các bạn chia sẻ cái bài này nè. Mình sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè. With Bot Agap Partner. Rồi tiếp tục bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 5 token có hiệu lực CFD nè các bạn. Thì các bạn lưu ý các bạn, chương trình Agap này kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và phân phối vào ngày 15 tháng 8 nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.